Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả. Trong chương trình ngày hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật những vấn đề mới liên quan đến các kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cùng với đó là những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và sốt rét. Cũng trong sáng hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tìm hiểu nỗ lực hỗ trợ người dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại huyện Long Thành. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Ministro Vista Brini, thủ đô Buenos Aires, bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau từ ngày 23 đến 26 tháng 4. Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến Argentina nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước ta luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống nói chung và quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina nói riêng với khu vực Mỹ Latin nói chung, cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước. Dự kiến tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, dự chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina, gặp và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Argentina. Đặc biệt, Quốc hội, nghị viện hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina làm cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghị viện giữa hai nước. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều qua, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 2 gồm các đại biểu Bùi Xuân Thống, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, Lê Hoàng Hải, ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Trảng Bom. Vào đầu buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 đã thông báo về chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri chia sẻ, thời gian nhiều, trung tâm đăng kiểm trên cả nước xuất hiện tình trạng phương tiện xếp hàng dài, chờ đến lượt để kiểm định. Một số nơi quá tải đã khiến cho người dân mất nhiều thời gian, công sức. Do đó, cử tri đề nghị bộ ngành trung ương, địa phương cần có giải pháp để duy trì hoạt động bình thường, phục vụ hiệu quả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh vấn đề cấp sổ đỏ của khu dân cư Giang Điền, The Viva City, việc xây dựng nhà trồng nấm ở đất nông nghiệp, vấn đề nước sạch nông thôn, ách tắc giao thông khu vực gần ga Trảng Bom. Đến bây giờ dân vẫn là tắc đường và ý kiến của dân rất là bức xúc, cho nên hôm nay có các vị đại biểu quốc hội về, chúng tôi sẽ xin kiến nghị trực tiếp để các vị là nhanh chóng có giải pháp thiên thực để mà giải tỏa cho cái việc đi lại làm ăn học hành của các cháu ở ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến. Xin hết. Thay vì đó, tôi xin là các anh trong quốc hội chương trình chúng tôi để có một cái động lực để chúng tôi có được sinh hoạt. Còn bây giờ nếu như mà được bây giờ thật sự ra cái mùa nặng này là một gia đình thì còn được đẹp được quần thì mà thôi. Phát biểu trước cử tri, ông Bùi Xuân Thống, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đã cảm ơn cử tri huyện Trảng Bom đã chia sẻ, đóng góp ý kiến, đồng thời khẳng định các đại biểu sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri với các nhóm vấn đề chính, phân loại, báo cáo lên kỳ họp thứ 5. Trong cái thời gian mà chờ để mà tới cái hạn đăng kiểm thì xe không được lưu thông. Như vậy thì cái này nó cũng khó khăn cho đời sống của nhân dân. Thì vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ xin tiếp thu để chúng tôi sẽ tiếp tục ngay tại cái kỳ họp thứ 5 này. Chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải, với Chính phủ để xem xét có những cái cách tháo gỡ nào mà tạo điều kiện thuận lợi để trong cái thời gian mà chờ đăng kiểm thì có cái giải pháp nào đó để mà nó giảm bớt ùn tắc cho các trạm đăng kiểm, nhưng cũng như là giảm cái khó khăn cho các cái người chủ có các cái phương tiện để đi lại. Với những kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương, ông Bùi Xuân Thống đề nghị huyện và các sở ngành của tỉnh quan tâm có giải pháp đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo đời sống dân sinh của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Trước đó, vào sáng qua, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 đã thông báo đến cử tri chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, cử tri đã phản ánh đến đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Theo đó, cử tri phản ánh dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay đã hoàn thành xong được 10 năm, nhưng người dân vẫn chưa được nhận đền bù. Cử tri cũng cho biết việc mua bảo hiểm xe máy hiện nay chỉ nhằm mục đích đối phó khi xảy ra tai nạn, công tác hỗ trợ từ bảo hiểm rất nhiều thủ tục. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, việc chuyển đổi đường điện 35 kV, v.v. Trên lĩnh vực kinh tế đời sống, thưa quý vị, là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, hàng dệt may trong quý 1/2023 đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, giảm đến 18,63% so với cùng kỳ năm 2022. Đơn hàng sụt giảm và sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chí xanh theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu đang là thách thức rất lớn với ngành hàng này. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, quý 2 năm 2023, ngành dệt may vẫn phải đối mặt với khó khăn do nhiều biến động, chuyển hướng từ các thị trường lớn như Mỹ, EU. Vì vậy, để tìm được đơn hàng, các doanh nghiệp cần quan tâm đến chuyển đổi công nghệ, quy trình sản xuất theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn. Có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các thị trường lớn ở giai đoạn mới. Dự báo đến quý 3 năm 2023, thị trường dệt may mới dần ấm lại, nên để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu từ 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ, giảm lãi suất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đồng thời có thêm chính sách cơ chế giúp doanh nghiệp dệt may chuyển đổi công nghệ theo hướng xanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Gần đây, lãi suất huy động đã giảm tại hầu hết các ngân hàng thương mại trên thị trường. Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm giảm khoảng hơn 1% một năm đối với kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. Việc giảm lãi suất này là một động thái tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Theo biểu lãi suất mới cập nhật, nhóm ngân hàng tư nhân lớn đã đưa lãi suất tiền gửi 12 tháng xuống còn dưới 8,5%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn có mức lãi suất tiền gửi 12 tháng thấp nhất thị trường ở mức 7,2% một năm khi gửi tại quầy. Việc điều chỉnh giảm này là tín hiệu hợp lý khi khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm. Lãi suất các ngân hàng giảm cũng là do động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước nới lỏng một phần thị trường tiền tệ để hỗ trợ kinh tế đang khó khăn. Thưa quý vị, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa. Việc giảm sắc thuế này sẽ góp phần giảm giá hàng hóa tiêu dùng, kích thích nhu cầu mua sắm, tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh. Khi thuế VAT từ 10% điều chỉnh xuống 8%, hàng ngàn mặt hàng tại siêu thị này sẽ giảm giá, giúp người dân giảm được chi phí chi tiêu, kích cầu nhu cầu mua sắm. Người mà có thu nhập thấp ấy, thì người ta dành cái tỷ trọng khá lớn cho những mặt hàng thiết yếu. Do vậy mà các cái chính sách vĩ mô nói chung ấy, thì nên dành cái tỷ trọng giảm thuế lớn cho những mặt hàng này. Còn với doanh nghiệp may có trên 5.000 công nhân này, nếu được giảm 2% thuế VAT sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tiền đưa vào sản xuất, hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu giảm. Cái đóng ban đầu nó cũng sẽ khó khăn. Và chúng ta đang cần những cái nguồn tiền đấy, chúng ta hỗ trợ cho sản xuất, hỗ trợ cho phục hồi sản xuất, hỗ trợ cho người lao động thì cũng một chút cũng là rất là quan trọng. Hơn 2% một con số không phải nhỏ so với một ví dụ 1.000 tỷ doanh thu của tôi một năm thì cũng khá lớn. Theo dự kiến của Bộ Tài chính, giảm 2% thuế VAT sẽ được áp dụng từ tháng 7 đến hết năm 2023. Đánh giá tác động của việc giảm thuế lần này, Bộ Tài chính cho biết dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5,8 ngàn tỷ một tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 ngàn tỷ đồng. Giảm khoảng 2% VAT cho các loại mặt hàng hóa dịch vụ khác nhau như là chúng ta đã từng làm năm ngoái. Và ta thấy rất rõ là cái tác động chính sách rất tích cực. Vừa là kích cầu tiêu dùng, vừa là góp phần giảm chống lạm phát. Thế rồi vừa cũng là tạo được khó khăn cho doanh nghiệp, bởi vì khi mà hàng hóa tiêu thụ được tốt hơn thì đương nhiên doanh nghiệp cũng sẽ đỡ khó khăn thách thức hơn. Thuế giá trị gia tăng hiện nay là sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc giảm thuế sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho người tiêu dùng. Số tiền tiết kiệm hơn 35.000 tỷ đồng này sẽ được tiếp tục tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng. Như vậy, giảm thuế sẽ giúp kích cầu mà không gia tăng sức ép lạm phát.
Tiếp theo là câu chuyện khởi nghiệp tại Đồng Nai. Thưa quý vị, với niềm đam mê mãnh liệt cùng sự sáng tạo không ngừng, chị Huỳnh Thị Thu Ngân, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, người đã sáng lập nên thương hiệu Highland, đã khởi nghiệp thành công từ nghề đan móc len thủ công. Mục đích ban đầu của chị là đan móc len để giải tỏa căng thẳng và sử dụng cá nhân. Nhưng thấy có nhiều người hỏi mua nên chị đã mạnh dạn khởi nghiệp với công việc khá độc đáo này. Tuy chị mới khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2021, nhưng cửa hàng nhỏ của chị Thu Ngân tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền đã thu hút được khá nhiều khách hàng. Đa số những sản phẩm của Highland đều mang tính ứng dụng cao như túi xách, giày dép, mũ nón, gối ôm. Các sản phẩm có giá thành dao động từ vài chục ngàn đồng cho đến hàng triệu đồng, tùy vào kích cỡ và sự kỳ công. Mình tới đây mình tham quan thì mình thấy cái giỏ này làm rất là, cái len thủ công này rất là đẹp, và mình tận dụng cái giỏ, cái nắp lon bia để mình móc vô cái sản phẩm này, sản phẩm giỏ này thì mình thấy nó hay hay lạ lạ. Móc len này á thì đòi hỏi phải có một cái sự kiên nhẫn tỉ mỉ và rất là cẩn thận, và đặc biệt là người bản thân của một người thì phải là đam mê, ví dụ phải chịu khó ngồi và làm ra một cái sản phẩm nó rất là kỳ công. Nhưng mà đến với đan len thì mình tạo ra một cái sản phẩm nó vừa bảo vệ được cái môi trường cho mình, rồi không có bị độc hại, ví dụ như là rất là tốt, ví dụ như cho con cái nó chơi mình cũng cảm thấy yên tâm hơn đó. Với lại sản phẩm đan len là đề nghị cái tính giống như là mỹ thuật rất là cao. Với phương châm kinh doanh sản phẩm có tính ứng dụng cao vào cuộc sống, chị Ngân cũng nhận làm theo yêu cầu. Khách hàng chỉ cần gửi mẫu và kích thước, chị sẽ tự lên bản vẽ, phối màu để tạo ra sản phẩm theo ý muốn. Ngoài ra, chị còn kinh doanh các loại len và đăng bán sản phẩm lên các trang mạng xã hội để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Trung bình doanh số mỗi tháng bán ra từ 10 đến 15 sản phẩm. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện cũng nhận thấy là cái mô hình này là một trong những cái ý tưởng hay về hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp. Xuất phát từ cái điểm đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sắp tới sẽ cùng đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã Phước Thiền sẽ thành lập một cái tổ phụ nữ đang móc len để giúp cho các chị em làm sao có cái thời gian nhàn rỗi để mình tận dụng để mình có thể là tăng thêm cái thu nhập của hộ gia đình mình. Để tiếp tục mở rộng đối tượng khách hàng và hướng đến những khách hàng là phái nữ, chị Ngân đã lên ý tưởng thiết kế và sẽ cho ra mắt các sản phẩm quần áo, bikini bằng len. Đồng thời phối hợp thành lập tổ hợp tác từ 5 đến 10 thành viên để mở rộng kinh doanh và giúp cho các chị em có thêm thu nhập bằng phương thức hợp tác với các doanh nghiệp nhận gia công sản phẩm để bao tiêu đầu ra. Theo Amazon Global Selling, chương trình bán hàng giúp doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu. Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực về tốc độ bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Đáng chú ý, trong năm 2022, số doanh nghiệp có doanh thu triệu đô la Mỹ tăng tới 30%, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này góp phần làm cho giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 45%. Dự báo xuất khẩu trực tuyến hay thương mại điện tử xuyên biên giới là cơ hội mới cho Việt Nam với mô hình tiềm năng tăng trưởng lớn trong 5 năm tới với tốc độ tăng trưởng hơn 20% một năm. Thông tin về thị trường nông sản. Trong những ngày gần đây, trên các chợ online, gà Đông Tảo được rao bán có giá 135.000 đồng một ký. Theo người bán thì đây là gà lai nuôi ít tháng hoặc có thể là gà tơ, không ngon bằng gà Đông Tảo chuẩn. Hiện tại, gà Đông Tảo loại chuẩn, chân to vẫn sẽ bán theo con, không bán theo cân. Còn loại đại trà, giá gà trống già tầm 200.000 đồng một ký, gà mái có giá dao động từ 140.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Còn gà con Đông Tảo mới nở, mức giá là 70.000 đồng một con. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, giá heo hơi ba miền gần đây dao động từ 52 đến 55.000 đồng một kg, tăng 5% so với tháng trước. Nhiều khả năng giá heo hơi sẽ tăng nhẹ trong quý 2 và sẽ cải thiện rõ rệt trong quý 3 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Trong kịch bản cơ sở, giá heo năm 2023 ở mức 59.000 đồng một kg, tăng 5% so với năm 2022. Nhờ việc Trung Quốc phục hồi kinh tế, giá heo nước này đi lên có thể ảnh hưởng một phần thị trường heo Việt Nam. Ngoài ra, nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm cũng sẽ tác động đến giá heo những quý tiếp theo. Thời gian qua, do chi phí đầu vào tăng trong khi giá bán ra thấp nên hiện đã có khoảng 45-50% trang trại lớn treo chuồng, 70-75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn. Cụ thể, đối với đèo Mimosa, cửa ngõ ra vào Đà Lạt thay thế cho đèo Grand,
sẽ cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào thành phố Đà Lạt theo hướng quốc lộ 27 qua đèo Tà Nung hoặc hướng quốc lộ 27 lên đèo Đập Rang. Các phương tiện còn lại lưu thông theo đèo Mimosa như bình thường. Đối với tuyến đèo Bảo Lộc đoạn qua huyện Đạ Hoai, thành phố Bảo Lộc sẽ cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đá, lưu thông theo các khung giờ như sau. Chiều lên theo hướng từ Đạ Hoai đi Bảo Lộc từ 10 giờ đến 17 giờ các ngày 29 và 30 tháng 4. Chiều xuống theo hướng từ Bảo Lộc đi Đạ Hoai từ 14 giờ đến 20 giờ các ngày 2 tháng 5 và 3 tháng 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, bố trí các điểm chốt trực tại các vòng xoay, nút giao để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Vâng, thưa quý vị, nhận thấy các mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, các ngành chức năng thành phố Long Khánh đang có những giải pháp nhằm hỗ trợ và tuyên truyền vận động nông dân nhân rộng mô hình này. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Long Khánh có khoảng 6 hectare diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao. Nhằm hỗ trợ các hộ trồng dưa lưới, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã thực hiện hỗ trợ giống và vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 3 hộ với tổng diện tích 2.300 m², tổng kinh phí hơn 56 triệu đồng. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ dịch hại cho các hộ có mô hình này nhằm giúp nông dân nắm bắt kỹ thuật chăm sóc cây, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng. Trước mắt thì hiện tại bây giờ thì nông dân đang sản xuất theo hướng nông hướng hữu cơ, hướng sạch, nhưng mà chưa chứng nhận được GAP. Thì tiếp tới đây thì đơn vị sẽ phối hợp với các ngành vận động nhân dân thành lập các cái tổ hợp tác, rồi hợp tác xã để hoàn thiện cái chương trình là liên kết lại với nhau để đăng ký làm cái Việt GAP để cái sản phẩm đưa vào thị trường và đưa vào siêu thị nó dễ dàng hơn. Trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao giúp tiết kiệm được phân bón, nước tưới và nhân công, có thể trồng quanh năm mà không sợ mưa hay yếu tố bất lợi của thời tiết nhờ có nhà màng che chắn. Đặc biệt, việc phòng trừ sâu bệnh được nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ nên sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Với giá thành dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng một ký tùy theo giống dưa, hiệu quả kinh tế tính trên 1.000 mét vuông, nông dân có lãi từ 150 đến 200 triệu đồng một năm, thu nhập cao gấp từ 4 đến 5 lần sản xuất thông thường. Thì một vụ như thế thì cái doanh thu thì nó khoảng 4 tấn đi. 4 tấn thì nó trên dưới 100 triệu một vụ chẳng hạn. Thì mình trừ giống, trừ nhân công, nhưng hầu như nông dân thì thường thường là nhân công nhà. Đó. Thì so với làm những cây khác thì nó lợi nhuận nó cao hơn nhiều. Đó. Mà cái thị trường bây giờ, thị trường mà mình như mình trồng cái giống này là cái giống dưa mật này. Thì so với những cái giống khác á, thì cái thị trường nó rất là mở. Có nghĩa là không có hàng để giao. So với mô hình kinh tế khác thì mô hình dưa lưới là hiện tại cái dòng thu nhập nó cho dòng thu nhập cao hơn những cái mô hình cây trồng khác. Mà cái dòng nó thu nhập nhanh và nó hiệu quả hơn về kinh tế. Khó khăn lớn nhất của việc trồng dưa lưới công nghệ cao là vốn đầu tư cao, cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì mới đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khắc phục những vấn đề trên, đây sẽ là mô hình tiềm năng và có thể giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế bền vững. Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để xây dựng đơn vị chính quy và vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mới đây tại Đồng Nai, Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 vừa có đợt tham quan trao đổi kinh nghiệm với Sư đoàn 302 Quân khu 7. Theo đó, cán bộ chủ chốt, chủ trì một số cơ quan, đơn vị, Sư đoàn 7 trực tiếp tham quan doanh trại, nơi ở, làm việc, khu tăng gia, tập trung của các cơ quan, tiểu đoàn bộ binh Trung đoàn 88 và Sư đoàn 302. Quá trình tham gia, các đại biểu ấn tượng về công tác xây dựng chính quy của Sư đoàn 302, nhất là về công tác quy hoạch, xây dựng khuôn viên đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, mô hình khu tăng gia sản xuất. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được trao đổi, chia sẻ, thảo luận. Cán bộ của hai đơn vị khẳng định đây là dịp trao đổi kinh nghiệm, học tập quý báu, thiết thực. Qua đó, lãnh đạo chỉ huy các cấp có biện pháp nâng cao chất lượng công tác, xây dựng chính quy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Hội Phụ nữ Sư đoàn 309 vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong 3 năm qua, Hội Phụ nữ Sư đoàn 309 đã triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Hội Phụ nữ Sư đoàn tiếp tục tăng cường xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ, phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng hội vững mạnh, xuất sắc, cơ quan đơn vị mẫu mực tiêu biểu, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất, quý 1 năm 2023, huyện Thống Nhất đã tiếp 81 lượt công dân và xử lý 47 đơn khiếu nại tố cáo, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ngoài ra, trong quý 1 năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng luật định. Huyện cũng chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề nổi cộm cần đối thoại với người dân nhằm giảm thiểu tình trạng đơn thư vượt cấp của người dân. Trong quý 2 năm 2023, huyện Thống Nhất cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, đội ngũ cán bộ đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân, phải bảo vệ những người tố cáo đúng và xem xét xử lý những trường hợp cố tình tố cáo sai sự thật. Sáng nay 25 tháng 4, tại huyện Vĩnh Cửu, Sở Y tế Đồng Nai sẽ tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống sốt rét năm 2023. Đây là một trong những hoạt động để truyền thông rộng rãi đến người dân về phòng chống bệnh sốt rét, tiến tới loại trừ sốt rét tại Đồng Nai và cả nước. Đến nay, Việt Nam đã có 42 tỉnh, thành phố công bố loại trừ bệnh sốt rét. Tại Đồng Nai, hơn 10 năm qua, tổng số bệnh nhân sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh giảm rõ rệt. Toàn tỉnh không có trường hợp sốt rét ác tính hay tử vong do sốt rét. Hiện có 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được công nhận loại trừ sốt rét. Tuy nhiên, toàn tỉnh còn 3 xã có sốt rét lưu hành vừa, 17 xã có sốt rét lưu hành nhẹ và 51 xã có nguy cơ sốt rét quay trở lại. Do đó, các hoạt động phòng chống sốt rét như tẩm màng tại các xã trọng điểm, cấp võng, màng tẩm hóa chất cho các đối tượng nguy cơ mắc sốt rét cao, phun hóa chất diệt mũi, giám sát dịch tễ và côn trùng được duy trì thường xuyên hàng năm. Trong đó, năm 2022 đã tổ chức tẩm mùng cho hơn 30.000 người dân tại các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Đồng Nai đang duy trì mô hình tháp 3 tầng thu dung điều trị COVID-19 với trên 10.000 giường bệnh. Trong đó, công suất tầng 1 hơn 5.500 giường, tầng 2 hơn 3.800 giường và tầng 3 hơn 300 giường. Bên cạnh đó, ngành y tế chủ động sẵn sàng kế hoạch đáp ứng thu dung, điều trị tương ứng với từng cấp độ dịch có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 90 ca mắc COVID-19 mới, tăng 83% so với tuần trước, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên tổng số 122 ca. Tuy nhiên, số ca mắc ghi nhận rải rác, chưa ghi nhận ổ dịch có nhiều hơn 5 ca mắc. Như vậy, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng rõ rệt. Sở Y tế đã đề nghị các cơ sở y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Huyện đoàn Cẩm Mỹ phối hợp với Công an huyện và Trung tâm Viettel Cẩm Mỹ tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06 trên địa bàn năm 2023. Tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo huyện đoàn Cẩm Mỹ, lãnh đạo Công an huyện và Trung tâm Viettel Cẩm Mỹ đã ký kết chương trình phối hợp với các nội dung hướng dẫn cho các ban ngành cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, hướng dẫn giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID, tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, công tác bảo mật thông tin, hướng dẫn làm thủ tục thu nhận căn cước công dân. Dịp này, Trung tâm Viettel Cẩm Mỹ đã hỗ trợ 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Sông Rây. Đề án 06 của Chính phủ về chương trình hành động chuyển đổi số quốc gia đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại huyện Long Thành, trong những ngày qua, xã Bình An đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID của điện thoại thông minh. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn đạt được kết quả, tiến độ rất khả quan.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình An, toàn xã có 4 ấp với gần 10.000 nhân khẩu, trong đó hơn 7.800 người có căn cước công dân. Để thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đảng ủy, Ủy ban xã Bình An đã triển khai quán triệt đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên, ban nhân dân các ấp, thành lập đội thanh niên xung kích tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông để người dân hiểu được tầm quan trọng, tính cấp bách của đề án. Là Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tập trung tuyên truyền và kêu gọi tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ công chức thực hiện tính tiên phong gương mẫu trong việc mà cài đặt ứng dụng mã định danh VNEID và cũng đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện cái công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh của xã sâu rộng đến các ấp. Đồng thời sau khi được lực lượng vũ trang của xã dịch về cái công nghệ số NED thì mình thấy được cái lợi ích của người dân từ cái bảo hiểm hay là bên ngân hàng chính sách hay là bên ngân hàng hay là đóng tiền điện hay là đi đặt vé máy bay, đăng ký thẩm vấn tạm trú, mình tại nhà mình đăng ký qua bên phần mềm điện tử này. Ngoài bản thân tôi còn động viên chồng cũng như con và tất cả bà con chồng xóm để hướng phong trào về phần mềm điện tử này để về việc bên. Để việc chuyển đổi số được diễn ra nhanh chóng, đội thanh niên xung kích gồm 44 thành viên là đoàn viên, công an, dân quân thường trực được phân thành 5 tổ, trong đó một tổ thường trực tại trụ sở ủy ban xã, 4 tổ còn lại tỏa xuống địa bàn dân cư các ấp, trường học, cơ sở tôn giáo, tranh thủ gặp gỡ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID. Quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao của thành viên đội thanh niên xung kích đã giúp cho địa phương thực hiện đạt 20% tiến độ chỉ sau một tuần ra quân chuyển đổi số. Hiện tại bây giờ là đang vào cái mùa cho nên người dân là đang tập trung vào cái ra đồng để cả làm đất, làm ruộng để coi như phục vụ coi như là xuống giống. Công nhân thì đi vào cái giờ hành chính thì đi làm công nhân cho nên cũng không có mặt ở nhà. Thì qua đó huy động anh em là coi như là tập trung vào những buổi trưa, những buổi tối thì hoặc lúc đó là người dân có mặt ở gia đình để coi như là cài đặt và hướng dẫn người dân trong vấn đề mà sử dụng cái định danh điện tử VNEID của Bộ Công an. Mỗi ngày các tổ công tác cài đặt lưu động sẽ báo cáo về xã về những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình mà hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử. Qua đó thì ban chỉ đạo xã sẽ có giải pháp hỗ trợ hướng dẫn kịp thời để cho cái công tác mà hướng dẫn người dân cài đặt cái mã định danh VNEID đạt kết quả nhanh nhất. Công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID đang tiếp tục diễn ra sôi nổi, khẩn trương tại địa bàn xã Bình An, với quyết tâm sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất để người dân hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng VNEID vào trong các lĩnh vực đời sống theo hướng số hóa, thuận tiện và tiết kiệm. Chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng nay xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.